Ngày 27 tháng 6, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện VIAC Symposium 2024, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC đã tổ chức phiên thảo luận với chủ đề Những khó khăn và rủi ro pháp lý trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển bất động sản trong giai đoạn thị trường biến động. Chia sẻ về lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á, ông Victor Smith, trọng tài viên chuyên nghiệp cho rằng, năm 2024, Việt Nam có thể nổi lên là thị trường xây dựng lớn thứ hai ở châu Á, sau quốc gia dẫn đầu là Indonesia, Philippines đứng thứ ba và Malaysia đứng thứ tư. Sự tăng trưởng thị trường này dự kiến được kích thích bởi đầu tư của chính phủ vào hệ thống giao thông quy mô lớn, năng lượng và các hạng mục công trình công cộng. Tuy nhiên, khiếu nại và tranh chấp được coi là phổ biến trong các dự án xây dựng ở khu vực này vì đặc trưng của dự án xây dựng bất động sản là tính chất chỉ có một lần, không thể làm lại, trong khi dự án thường bao gồm nhiều nhà thầu, nhiều nhà thiết kế tham gia dự án với nhiều loại hợp đồng. Đặc biệt trong giai đoạn suy thoái như hiện nay, các vướng mắc khó khăn về pháp lý dự án, vốn, mặt bằng, thủ tục định giá, cơ chế huy động vốn đã khiến tranh chấp hợp đồng xây dựng giữa các chủ đầu tư và nhà thầu gia tăng. Tôi nghĩ rằng khi các nhà đầu tư đến Việt Nam thì cần có sự trao đổi với các công ty luật của Việt Nam để có thể hiểu rõ về bối cảnh luật pháp, hiểu về những rủi ro pháp lý hoặc là hiểu về những rủi ro chung. Cơ bản là sẽ có những rủi ro như vậy. Tuy nhiên, đối với rủi ro về pháp lý thì sẽ cần phải tham khảo những ý kiến và sự tư vấn của các luật sư về vấn đề này để có thể hiểu rõ hơn trước khi đầu tư. Theo các chuyên gia tại hội thảo, dự án trong lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng thường có quy mô đầu tư lớn, công nghệ phức tạp, nguồn vốn đầu tư chủ yếu từ khu vực nhà nước do chưa khuyến khích được tư nhân và khu vực FDI tham gia. Công tác giải phóng mặt bằng và thời gian xây dựng kéo dài, dự án xây dựng, cơ sở hạ tầng thường có sự tham gia của nhiều nhà thầu. Nhiều dự án còn có sự tham gia của các nhà thầu, tư vấn quốc tế. Nhưng vấn đề khó khăn nhất hiện nay đối với những cái dự án PP thì ngoài những cái quy định chung về đấu thầu rồi là các đề khác thì còn có những cái khó khăn về những cái luật pháp liên quan đến tài chính. Thì chúng tôi hiện nay gặp rất nhiều những khó khăn trong vấn đề huy động vốn. Thế nhưng với cái sáng tạo của các nhà đầu tư thì có lẽ những cái khó khăn về huy động vốn, đặc biệt là cái vốn tín dụng thì có thể được vượt qua. Bởi trước đây mặc định là cái phần vốn huy động chủ yếu là vốn tín dụng. Như này rất nhiều nhà đầu tư đã sáng kiến ra những cái mô hình về huy động vốn. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phân biệt vai trò và cách sử dụng nhân chứng, chuyên gia và luật sư trong tố tụng trọng tài, phân biệt cách hành xử trong tố tụng trọng tài và tố tụng tại tòa án, lường trước rủi ro trong trường hợp tranh chấp trọng tài xây dựng bị chuyển thành tranh chấp đầu tư quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin đầu tư và kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.